Ô tô Batam 60 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Chiếc xe này vừa mới mua về thì hôm qua tôi cũng đã quay một video ngay tại nhà chủ xe các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Verna phiên bản 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chiếc xe này là phiên bản nội địa Hàn Quốc quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2009 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ cuối năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu đây các bạn này. Biển vẫn là biển 4 số các bạn nhá, 30T3815. Đấy, 4 số này là một chủ từ đầu rồi. Đồng hồ cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ zin 97 km nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Thưa với quý vị và các bạn, anh chủ xe này rất là cẩn thận. Anh có thẻ VIP tại Hyundai cho nên là anh làm toàn bộ chiếc xe này trong Hyundai hết, cho nên full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Hyundai từ năm 2009, tức là từ lúc mới mua luôn các bạn nhé. Tất cả chiếc xe này là còn nguyên bản này, nguyên bản cả hai chìa khóa này và hồ sơ tự quản đầy đủ, không thiếu một cái gì. Như một chiếc xe vừa mới mua về như thế nào là còn nguyên như vậy, kể cả sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn nguyên các bạn nhé. Phải nói là chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận. Mà chiếc xe này chúng tôi đến mua xe tại nhà chủ xe là chiếc xe này toàn để trong hầm nhé, cho nên là tất cả từ những cái logo này, chrome này, đèn này còn rất mới và rất là sáng, mới đều cả xe luôn các bạn này. Tôi có video là tôi quay tại nhà chủ xe, quay chụp ảnh trực tiếp tại cái hầm của nhà chủ xe đấy, xe để trong hầm cho nên là còn mới, còn đẹp hết luôn các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ nguyên bản này, đồng hồ chuẩn không tua này, không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đấy, và keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 215 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Rất phù hợp với quý vị và các bạn nào mà nhà đang ít tiền và những nhà nào mà đang có ý định mới mua xe mà hoặc là mới tập lái thì mua những chiếc xe này thì nó rất là hợp lý các bạn ạ. Vì sao là hợp lý? Thứ nhất là giá thành hợp lý. Cái thứ hai nữa là chúng ta mới mua xe thì nên mua những chiếc xe này đi cho nó quen xe, và sau đó chúng ta sẽ mua những chiếc xe nó đẹp hơn, thì nó có chẳng may nó có bị đâm đụng va chạm gì thì nó cũng đỡ phí tiền luôn quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Verna 2009 số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Verna 1.4 số tự động sản xuất năm 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này. Mời quý vị và các bạn. Oh, 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 oh
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Verna sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, lăn bánh được 97,000 km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 215 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Verna nhập khẩu 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.